Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, thehpforyourself.com. Đầu tiên thì chúc các bạn một đầu năm mới thật là vui vẻ và chúc các bạn thật nhiều may mắn đỏ như là cua này vậy, kiểu thế. Thì đây, mình ở đây để mà chúng ta review một cái chức năng mới của Photoshop. Mình không nhớ rõ phiên bản đó là bao nhiêu, tuy nhiên là mình nhận được cái thông báo update thì nó khoảng cỡ tầm giữa tháng 1 gì đó, thì trong Adobe Creative Cloud của mình đã thông báo là update tính năng mới kiểu như này. Như hiện tại là khoảng giữa tháng 2, tức là mình trễ khoảng một tháng review. Thì như bản cập nhật hiện tại thì nó chỉ là update một số cái lỗi và update cái camera raw để nó nhận thêm được cái mẫu thôi. Nếu như các bạn nào mua bản quyền á, thì sẽ có cái này, cho nên nếu các bạn cần mua bản quyền thì cứ vô fanpage của mình thì mình sẽ có thông tin. Bản quyền mình ra rất là ok. Rồi thì ở đây mình sẽ review cái chức năng chọn. Bên Adobe nó thực tế cái chức năng này nó đã cung cấp thông tin về cái bản cập nhật này từ khoảng tháng 11 năm ngoái rồi, chứ không phải là mới đây đấy. Tức là nó sử dụng cái machine learning hay là cái gì đó, ví dụ nó dạng AI vậy, trí tuệ nhân tạo, để nó tự động chọn vùng cái subject, cái chủ thể của chúng ta trong bức hình. Nó nằm ở cái chức năng mới đó, nó nằm trong khu vực quick selection và mấy cái control. Thì thông thường mình xài quick selection. Đây, nó là cái này, select subject. Thì ở đây khi mà chúng ta click vào đây, các bạn thể thấy tự động chọn vùng, đâu rồi, chưa xong, chọn vùng trong một cái đại khái là nó sẽ tìm cái chủ thể mà nổi bật nhất trong ảnh để nó chọn vùng cho chúng ta. Đó, thì cái này khá là hay, tại vì nó tự động nó chọn. Như ở đây mình sẽ click vào select subject và đây máy nó sẽ quay 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 và nó sẽ cho chúng ta kết quả là cái này đó. Các bạn có thể thấy là nó sẽ chọn vùng ra cho chúng ta. Đây mình sẽ tách cái này ra. Đó, các bạn có thể thấy đây là cái mà nó cho mình là chủ thể. Đó, tất nhiên là cái này nó vẫn chưa có ok lắm, máy móc mà nói nó thông minh cỡ nào thì nó vẫn ngu thôi, cho nên là Adobe thì trước giờ nó vẫn ngu đó giờ. Mình nói vậy thôi, nhưng mà thực tế cái này rất là tiện cho chúng ta, tại vì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta chọn được cái vùng và nó sẽ phụ chúng ta một cái phần để chúng ta tách lên. Ví dụ đây, đó, ví dụ như là chúng ta hình như thế này đi, chúng ta chọn click select subject và nó sẽ tự động nó tìm. Như cách cũ thì chúng ta sẽ phải làm sao đấy, như ví dụ là như cũ này, chúng ta sẽ phải chọn là quick select check nè, sau đó mình sẽ chạy chạy từ 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 kiểu như này, sau khi chọn xong rồi bắt đầu mới điều chỉnh lại để Ethernet lấy lại vùng chọn, kiểu thế nó rất là mất thời gian ha. Cho nên đây nó được cái lợi, chúng ta click vào select check đó, sau đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta zoom vô những cái chỗ nào nó chưa chọn cho chúng ta. Đó, như chỗ này nó quá khó đi, nó không biết được là chỗ này là subject, thì đây mình chọn zoom cho nó thôi, kiểu thế. Nó gọi là machine learning, nghĩa là nó phải học, nó học từ từ đúng không? Mình không biết là cái này nó có gửi thông tin về cho Adobe không. Nó gọi là máy học mà, nó học từng trường hợp và nó tổng hợp thông tin lại, chứ không lẽ nó học từ có đúng một cái máy chủ của nó đúng không? Đâu. Đó, kiểu thế. Đó thì chúng ta có thể chọn lại rất là nhanh đúng không? Nãy giờ chưa tới 5 giây nữa. Đó, ví dụ như thế. Ví dụ như cái khó hơn đấy, kiểu như thế này, thì chúng ta đâu biết được là cái nào là subject đâu. Ví dụ là mình muốn tăng sáng con chó này đi thì mình sẽ chọn là select subject. Đó, như cũ thì sao, mình sẽ phải chọn vùng con chó kiểu như thế. Thì đây mình sẽ click, đó, click nhẹ như thế thôi và bỏ bớt đi. Đó, các bạn sẽ thấy là cái khoảng thời gian ta làm việc nó sẽ rất là nhanh rồi ha. Đối với mình thì cái chức năng này nó giống như kiểu là select focus area nhưng mà được nâng cấp vậy, kiểu thế. Thế các bạn có thể thấy là ở những cái vùng cỏ này và những cái dây xích này, nó vẫn rất là nét nhưng mà nó không chọn. Nó biết được là cái này mới là cái subject này thì khá là hay. Mình rút lại lời chê hồi nãy. Rồi, ví dụ như cái khó hơn thì mình sẽ chọn coi thử coi nó chọn kiểu gì, mình không biết được là nó biết được cái này. Rất chuẩn đúng không? Nó tách được này. Đó, đại khái là hay, nói chung là thêm chức năng này rất là tuyệt vời. Các bạn nên nâng cấp cái bản này lên ha, tại vì nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó rất là tuyệt vời, và cảm ơn Adobe vì cái nâng cấp nhỏ nhỏ nhưng mà rất là đóng góp, rất là đỡ là nhiều thời gian cho anh em chúng ta. Được rồi, đây ví dụ như là ta có này xong rồi, các bạn có thể chỉnh feeder lại chút xíu mềm hơn 50 chẳng hạn thế, và chúng ta có thể tăng sáng rồi chạy ra kiểu thế ở filter này. Đó, mình sẽ chọn cái chạy ra một trader này. Kiểu thế.
Chọn gì nhỉ? Khi dùng cái này là kiểu thế. Vậy đó thì chúng ta đã có chạy ra rồi. Thấy không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? À, kiểu thế. Rồi. À, đây là một cái review nhỏ nhỏ gọn nhẹ về một cái chức năng Select Subject hoàn toàn mới của Adobe, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau. Đừng quên like, subscribe, share và cho mình biết ở tutorial sau các bạn muốn mình làm vấn đề gì. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.